anh Liêm. Ê, con gì vậy, đã vậy? Ô ta tượng hả? Con ô ta tượng. Wow, quá dữ luôn hả? Nguyên một sàn tàu toàn là đồn đột khí không, cái xịt khí tùm lum hết trơn luôn. À mấy bạn, cái đồn đột khí nè, lên là xịt khí như thế này nè. Dân trong nghề là nhìn là biết được lý do vì sao là lại bị xịt khí vậy, là tại vì nó dày quá cho nên mình đâu có thời gian đâu mà vặt từng con, đúng không? Ok bạn nha. Bỏ ăn luôn. Mình thành cá đây. Còn anh bạn đang chào bên kia nhiệt tình đó là Khương Tôm. Còn ai có biệt danh gì nữa giới thiệu luôn ha. Rồi. Hôm nay là sau 5 ngày liên tiếp ăn cá mú và hải sản. Hôm nay là mình chuyển qua một cái món ăn coi như là đúng hương vị của ngày Tết luôn. Vì hôm nay cũng mới là mùng thứ mùng 17 đúng không? Mùng 7 Tết, Tết Công Cọp. Rồi thì mình có thể hướng cái góc máy camera vô đây. Đó, các bạn thấy không? Đây là món gì? Chắc có thể các bạn đã nhận thấy được đúng không? Thịt kho tàu. Đây là thịt kho tàu. Wow. Được kho bởi bàn tay của Chip Cook Thiện, bếp trưởng Thiện. Bếp thưởng Thiện không có lo chào khán giả, lo chèo không à. Chèo dữ quá. Đâu. Wow, món này bấm chuông không thiếu thịt. Chua. Wow, hết sảy chưa? Hiện tại đang là 5 giờ chiều nha mấy bạn. Mấy anh em ăn cơm cũng khá là sớm, mặt trời còn chưa lặn nữa. Đó. Anh cứ quay anh ơi. Cái món này thì tôi đảm bảo là chắc chắn là sẽ chèo lẹ lắm luôn á. Tại 5 ngày ăn liên tục ăn cá mà. 5 ngày liên tục ăn cá mà bây giờ nạp thịt heo vô là cái là con chèo lẹ lắm. Đó, có rau muống luôn nha, hết sảy luôn. Bàn tay vàng trong làng bắt hải sản Phúc Nguyễn. Kế bên đó là anh Liêm, hiện tại anh Liêm đang tình trạng hôn nhân là đang độc thân. Các bạn có chị em bạn nữ nào đang xem kênh của Thành Cá thì mình cứ nhào vô thoải mái đi ha, liên tiếp hết luôn. Tôi số điện thoại luôn. 090 2224. Anh Liêm là có tới 8 múi lần nha các bạn. 6 múi trước, 2 múi sau nha. 2 múi sau bự gấp 6 lần. Gấp đôi 26 múi trước. Còn đây là Thọ. Thọ này là có gia đình rồi, người cha gương mẫu. Cái này mình không có dám giới thiệu bạn nha, Thọ với ai hết trơn á. Đây Khương. Khương này thì thôi để anh tự sợ. Rồi. Anh cứ quay ra, dán quay qua. Còn nhiều nữa anh, còn nhiều. Quay nét nữa biết xong. Rồi. Hết chỉ biết cắt gấp gì ăn không? Đầy đủ ha. Rồi. Thôi mình cảm thấy cái món ăn này có vẻ được anh em mình đón nhận khá là nhiệt tình á. Cho nên mình xin phép được kết thúc cái đoạn video clip mà trực tiếp bữa ăn chiều tại đây ha. Mấy anh em chèo lẹ quá. Hay à. Ok. Công tác chuẩn bị cho một chuyến đi lặn nha mấy bạn. Hello anh Liêm. Cái gì? Chúc anh may mắn nha. Yeah, bên này đây là cái vợt nha. Tôi nghĩ lặn của mấy anh em đây. Cái gì? Đèn pin đầy đủ nha. Lấy nước này, lấy ở đường đây. Hey, lấy gì đâu, cái này nè. Đừng quên gì nha mấy bạn ơi. Nước bon can đó, đừng ngó. Bỏ chai xuống rồi. Kia rồi. Thank you.
Trời ơi. Chiến lễ phẩm mấy bạn ơi. Đây là gần 5 giờ sáng rồi nha. Rồi ốc nhảy để trọng chết hết rồi.
Mà lên hết rồi đúng không? Còn vợ nữa hả? Hàng khủng nè, hàng khủng thường thường hay lên sau cùng lắm á. Có hàng khủng không? Khoe chú Thành không Thiện? Hả? Nước trong quá ha. Không nổi luôn hả Thiện? Nặng quá không nổi luôn hả? Chết rồi. Ông nhảy với lại cái này chung nhau luôn hả? Đồn đầu khí nè, lên là xịt khí như thế này nè. Dân trong nghề là nhìn là biết được lý do vì sao là lại bị xịt khí vậy, là tại vì nó dày quá cho nên mình đâu có thời gian đâu mà vặt từng con, đúng không? Đó, chẻ bỏ lên, chẻ bỏ lên thôi. Wow, ôi anh Liêm, con gì vậy, đã vậy? Ủa ta tượng. Hả? Con ủa ta tượng. Đâu, dở lên coi, quay coi. Wow, hết sảy luôn. Chưa. Yeah. Quay lại ba bốn hướng gì đi. Ừ. Quá đẹp luôn Liêm. Chưa. Yeah. Liêm giới thiệu về con ủa ta tượng này đi. Mới bắt lên đó. Mới bắt lên ha. Wow, Liêm mình bắt được con ủa ta tượng bạn ơi. Wow, chiến lợi phẩm của ngày hôm nay nha. Thường mấy con này nó ở cát không ha? Xịt khí tùm lum trần. Chạy nhảy nữa Thiện. Làm tăng nữa rồi. Làm tăng nữa hả? Giờ mới 4:15 mà. Làm tăng nữa 5:15 là thật đông là về luôn được rồi. Về luôn rồi, đi câu cá nha. À, câu ở thuyền trài là có khả năng đụng hàng á. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay là ngày 15 tháng 2 nha. Đúng rầm luôn. Ừ. Nguyên một sàn tàu toàn là đồn đột khí không? Cái xịt khí tùm lum hết trơn luôn. Ok đi anh. Hả? Hải sâm cát hả? Ok đi. Hải sâm cát dùng cái từ hải sâm cát các bạn nghe nó nhẹ nhàng tình cảm hơn đúng không? Nghe khí cho nó kích thích thể thọ.
Coi nè mấy bạn. Trời ơi. Mê luôn. Trời ơi. Full không? Full luôn, full màn hình luôn. Mê luôn. À, mấy bạn thấy không, cái này thật ra tên của nó gọi là hải sâm cát nha. Mình nói đồ độc khí là mấy anh em gọi vui thôi, tại vì đụng chạm vô đó nó sẽ xịt khí ra đó. Khi mà mình bắt lên xong rồi mình phải dùng dao Thái Lan, mình cắt bụng nó như thế này đây để lấy bộ lòng ra, một người cắt và một người lấy bộ lòng ra đó, vậy đó. Thọ có muốn nói gì không? Thọ Thọ nói gì đi cho video clip nó sinh động lên xíu. Thọ tắt này. Dạ, xịt cức. Hả? Thọ xịt cức luôn hả? Bại anh ơi. Bại hả? Lặn không có hàng mới bại chứ, lặn có hàng thì cỡ nào cũng chơi hết trơn. Chút nữa về là còn đi câu nữa mà. Anh đi câu một mình anh ơi. Cái gì? Về đi câu tiếp. Về đi câu tiếp chứ thanh niên gì nhát vậy? Này cái này, mẹ không? Ờ, hút miệng à. Đó, này có cái đuối ăn rồi á. Ê, đuối lòi á. Đó, đó, đây có đuối lòi nha. Đó là con đường. Tao được con lép chạy mèo không? Trời ạ. Chiếu được không? Ấy, mấy người nhìn đầu buộc rồi chiếu mày. Ấy, chạy mèo. Con nhau rồi, con đường con. Con đường con. Con đứa con kia nữa, đuối bé con. Anh hai chạy. Lúc này giờ chạy lúc này à. Đuối rồi á. Ủa, hồi nay anh hai nháy à? Ờ. Vậy nay ai trên? Tao. Tao cầm mỗi treo. Mô hình luôn. Thiện ăn gì Thiện? Bánh là bánh là bánh. Oh. Bánh hút thuốc chạy lại. Mấy giờ vậy anh Thành ơi? Mấy giờ hả? Mấy giờ đoán thử coi mấy giờ. Giờ nhìn trăng thử coi. Nhìn trăng thử coi biết không? Thấy xí đông lên là chạy à. Hả? Thấy xí đông lên là chạy. Giờ mấy giờ không biết, thử thấy xí đông lên là chạy phải không? À. Đông. Hừng đông. Hừng đông lắm. Hừng đông lên lắm. Ừ. Đây ơi, xí đông lên. Hừng đông. Giờ đoán thử coi mấy giờ. Cái giờ chắc cơ 4 giờ mấy. Wow, ôi, cạn trơ đáy luôn rồi mấy bạn ơi. Wow, cạn trơ luôn à. Tại 5 giờ rưỡi sáng nha. 5 giờ rưỡi sáng mình về rồi. Đây là cái cửa vô nè. Xuống luôn hả? Rồi con cũng xuống luôn hả? Ai trời ơi, phải xuống rồi các bạn ơi, nước cạn quá rồi. Lần nữa lỗ bỏ ông luôn á. Một chuyến đi đánh bắt xuyên màn đêm. Ồ, nước nó chảy ra ghê quá ha. Nước chảy ra dữ thiệt á. Wow, chảy xiết ghê luôn kìa.